Anh em đâu, anh em đâu, anh em đâu? Cho mình chút quảng cáo nhá. Làm tí quảng cáo cho nó uy tín nào. Anh em nào có nhu cầu làm nhiệm vụ tới ngay acc957.com nhá. Tại đây anh em có thể mua vàng, mua ngọc tự động. Ngoài ra anh em có thể mua tất cả các loại nick, đặc biệt là nick ngọc rồng, có cả nick sơ sinh, nick tầm trung và có cả shop vật phẩm nhá. Ngoài ra anh em truy cập vangngoc957.com để nạp thẻ đua top, mua vàng ngọc giá cao và nhận quà. Hey yo, mọi người đang có mặt tại kênh YouTube Coi Ốc Thi 97 và tựa game mình đang chơi đó chính là một tựa game hot nhất 2020, Ngọc Rồng Online, không chơi là mình ngu. Và trước mặt mọi người đó chính là series 1 triệu Việt Nam đồng, và ngay bây giờ mình sẽ mua quân hủy diệt. Đợt trước thì mình đã mua 3 quân hủy diệt rồi. Vài ngày qua thì mình tập trung vào cày thức ăn và kiếm được 5 lần đến 99 thức ăn, thì ngày hôm nay mình sẽ đó là mua thêm 5 quân hủy diệt nữa. Và kết quả sẽ như thế nào đây? Thực sự đây là những clip đầu tư chất lượng. Và quân hủy diệt tiếp theo đó chính là 98k. Đéo hiểu luôn anh em ơi. Thật sự là đéo hiểu. Game lỗi đó. Và cái quân tiếp theo, đây là sẽ là đúng. Rồi xong 96k, 96k luôn anh em ạ. Chịu rồi. 5 cái rồi đó. Mình ăn ở không tốt đâu. Mà game dạo này mình cứ bị làm sao ấy. Game cứ bị làm sao ấy mọi người ơi. Và đây là cái quần thứ ba mình mua trong ngày hôm nay, sẽ là bao nhiêu HP? Đó là 98k. Game nó cứ bị làm sao ấy. Đéo hiểu luôn anh em ạ. Mình sẽ mua thêm một cái nữa, đó là 97k. Chưa được cái nào trên 100k. Thật sự game đéo hiểu luôn anh em ạ. 4 cái rồi. Nhảm chưa? Nó nhảm chưa kìa. Nó nhảm đéo chịu được. Mọi người ơi, mình thấy nhân phẩm của mình không tốt, chắc mình nghỉ mua quần đấy anh em ạ. Một đống quần trong rương này, nhưng mà chiến đấu không ngừng nghỉ anh em ạ. Đừng có nản, mình đéo bây giờ mình nản đâu. Mình tiếp tục cày thức ăn, chơi với admin tới cùng. Mày tuổi, game này chưa có cửa để cho mình mẹ gọi là chơi. Biết vì sao những cái quần như thế này mình không chơi không? Những quần như thế này á, thường thường đập lên level 6, cấp 6 á, đập lên cấp 6 thì HP của nó cũng từ 150 đến 160k là kinh lắm rồi. Mà đường đường là một YouTuber mà đi chơi những cái quần cùi cùi như vậy, tệ nhất phải là 180, trên 180k tao mới chơi. Còn lại mấy cái quần dưới 180k vứt bỏ hết. Anh em hiểu không? Đã lên YouTube như thế nó mới gọi là đẳng cấp. Đó, mình làm YouTube mà làm vì đam mê, nhưng mà phải chất lượng mới chơi. Đó, cũng giống như anh em xây ra chơi là hiểu hết mà. Cần một cái quần HP thật cao để cái ác nó tôn cái HP lên cho nó cao lên, đi ngọc rồng sao đen cho nó sướng. Thì anh em nhớ là ủng hộ cho mình bằng cách là mua vàng ngọc tại vangngoc957.com, tự động có đua top nha. Và mua ác này, thuê nhiệm vụ giá rẻ này, mua bộ ngọc rồng 1 sao, mua vật phẩm này, mua ác tầm trung, mua ác sơ sinh, mua ác zin, tất cả mọi dịch vụ luôn nhá. Ở game ngọc rồng online này đều có tại acc957.com nhá. Thì bây giờ mình còn một lần x99 thức ăn đấy anh em ạ. Một lần 99 thức ăn nữa thì lần giờ mình sẽ không mua quần nữa. Mình quyết định rồi, mình sẽ mua cái nhẫn hủy diệt anh em ạ. Nhẫn hủy diệt tới 2 tỷ vàng, tức là hôm qua mình mới mua 4 quân hủy diệt, đó là 4 tỷ vàng rồi. Bây giờ mình mua thêm cái nhẫn hủy diệt nữa 2 tỷ nữa là tổng là 6 tỷ vàng. Ngày hôm nay thì mình sẽ đầu tư tiếp tục là 3 triệu Việt Nam đồng anh em nhá. Với 3 triệu Việt Nam đồng đó, mình sẽ dùng 3 triệu Việt Nam đồng mình mua hết vàng, sẽ được 21 tỷ vàng anh em ạ. Đây là mình mua giá nhập nhá. Kiếm khó lắm anh em ơi, vàng bây giờ kiếm khó quá. Để mà đập đồ phun được 2 set 7 sao chắc cạn vàng xe vào 2 luôn á. Thật sự luôn á. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là đầu tư tiếp. Đó là mình mua cái nhẫn hủy diệt. Hiện tại thì cái quần thì mình sẽ úp thức ăn tiếp. Và sau đó thì ở clip sau mình sẽ mua, nếu anh em thích cái series mua quần hủy diệt thì mình sẽ mua một lần 5 quần. Còn bây giờ thì tạm thời mình mới mua 4 quần trong ngày hôm nay thôi. Nhưng mà toang hết cả 4 rồi, chắc là thôi bỏ. Mình sẽ mua cái nhẫn anh em ạ. Mua cái nhẫn đi. Rồi, cái nhẫn hủy diệt. Trời ơi, cái nhẫn 0% luôn. Thôi mà kệ, mình chơi HP mà, nó cũng không quan trọng lắm anh em ạ. Mặc dù cái nhẫn mình chưa mang được nhá, sức mạnh hiện tại của mình là 48 tỷ rưỡi rồi anh em ạ. 48 tỷ rưỡi rồi. Sức mạnh hiện tại mình 48 tỷ rưỡi rồi, mình cũng chưa mang được. Nhưng mà kệ, mình cứ mua mình mang được rồi. Mang được rồi mà. Mang được rồi mà anh em, mang được rồi mà. Thật sự rất là tốn kém luôn anh em ạ. Nhưng mà chịu chơi đã, chơi cho nó tới, thử làm một con ạc 2 sẽ hủy diệt phun hết 7 sao thử coi, tốn kém hết nhiều tiền anh em biết liền à. Nói chung là mình cũng cố gắng hết sức thôi anh em, đầu tư mạnh mẽ. Thì 3 triệu ngày hôm nay mình sẽ mua được đó là 21 tỷ vàng. 21 tỷ vàng mình sẽ trừ cho lại 4 cái quần hủy diệt mình mua là mất 4 tỷ vàng, trừ cho lại 2 tỷ vàng cái nhẫn hủy diệt mình mua là còn 15 tỷ. Thì 15 tỷ là mình sẽ đập hết đồ luôn anh em ạ. Còn clip ở sau, clip sau á thì mình sẽ mua găng hủy diệt và mua 4 quân hủy diệt anh em nhé. Tại vì có 5 là đích 99 thức ăn. Thì hy vọng những clip này thì mọi người nhớ ủng hộ mình cho mạnh nhá.
Đặc biệt là anh em nào có vàng server 2 mà cần thanh lý khoảng tầm cần thanh lý thì cứ liên hệ mình, hoặc là anh em nào mà nghỉ game bán nặng gì cứ liên hệ Facebook của mình bên dưới phần mô tả nha. Cẩn thận nhầm nhá anh em, cẩn thận nhá, mình không có giao dịch trung gian, không có làm bất kỳ dịch vụ gì mà gọi là AD Group này nọ là lừa đảo hết đấy anh em, cẩn thận nhá. Rồi bây giờ là mình sẽ dần 15 tỷ nhá. Rồi bắt đầu. 15 tỷ này thì mình sẽ cho cheat lên và sau đó mình giả cái nhẫn hủy diệt, cái nhẫn mới mua xong em ạ, 2 tỷ vàng đầu tiên để cái nhẫn lên được mấy sao nhá, dần liên tục luôn nhá. Rồi thử coi liên tục nhá, không nhìn nhá. Ui giời vàng tụt kìa. Vàng tụt ta nói thôi. Sợ luôn á. À, vàng tụt kinh lắm anh em ạ. Không biết lên được mấy sao đây. Cố lên anh em ạ. Cố lên chứ giờ sao giờ. Lên nào, lên nào. Lên 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 lên. Má đập như thế này 2 tỷ vàng thì nó cũng trong nốt nhạc thôi, mình chả biết mấy sao đấy á, không nhìn thấy gì hết. 2 tỷ vàng. Đập 15 tỷ mà, 2 tỷ thì còn 13 tỷ. 2 tỷ vàng đầu tiên, cố lên nào, cố lên nào, cố hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết. Lên được mấy sao? Lên được mấy sao đây? Lên được mấy sao đây anh em ơi? Tắt cái. 5 sao. Yeah, 2 tỷ vàng đầu tiên lên 5 sao anh em ạ, tuyệt vời. Yeah, được. Duyệt được anh em, chơi được, có thông báo được kìa. Yeah, tiếp nào anh em, cố lên. Mặc dù đầu tư nhiều nhưng mà admin nó cho lên thì vẫn rất là mừng anh em ạ. Dành cho những anh em nào mà quan tâm là đệ của mình hiện tại bao nhiêu sức mạnh thì là 41 tỷ 6 anh em nhá. Mấy bữa nay chả úp đệ, tập trung làm cho sư phụ full set hủy diệt các anh em. Mày đang nghiền quá rồi, thật sự luôn á, nghiền thật sự luôn. Biết là chơi game lâu rồi đấy, nhưng mà đây cũng là một cái hạc mà mong ước của mình, tâm huyết rất là nhiều luôn, thật sự. Và mình cũng đầu tư rất là mạnh là anh em cũng thấy rồi, không chỉ là để lên clip không mà mình cũng có muốn có một con hạc 2 set hủy diệt là như mình nói thì là full hết 7 sao. Đó là mơ ước và mình cũng cố gắng thực hiện cái mơ ước này. Thôi tiếp tục nào anh em, cái bây giờ đoạn này thì đập bình tĩnh lại anh em nhá. Hiện tại thì mình ở clip sau á thì mình sẽ mua cái găng hủy diệt với thêm 4 quân hủy diệt đó, mình sẽ cố gắng mua đến khi nào. Nói chung ở clip sau nó chắc có lẽ là mình cũng full set hủy diệt anh em ạ. Thì cũng cố gắng thôi, đầu tư cho em nó nên người để sau này đi ngọc sao đen cho nó máu chiến anh em ạ. Đó. Đập nói chung đập như này thì cũng hơi bị tốn kém. Nhưng mà cũng nghèo thì cũng phải ráng cho thằng Tèo nó đi học. Đó. Thì anh em thấy rồi, hiện tại là mình đang đầu tư gọi là 3 món hủy diệt, một món là full rồi, bây giờ đang đầu tư 2 món hủy diệt cộng với lại một cái giám liên tập 6 sao. Đấy, thì cái giám liên tập này lên 7 sao càng tốt thôi. Đập tốn lắm anh em ạ. Thế là anh em đập đồ lưu ý, những cái đồ nào mua được thì nên mua. Còn đập như thế này thì mình nghĩ là nó cũng không ăn thua lắm, giống như cái áo này này. Mất bao nhiêu tiền vào đây đấy, thật sự luôn, mất bao nhiêu tiền đây đấy, chưa thấy nó lên. Không hề thấy động tĩnh gì luôn. Cái áo này là cái áo hơi bị dai luôn. Ngày hôm nay là gọi là kiên trì không đổi khu mà. Cái nhẫn này thì nãy 2 tỷ đầu lên 5 sao, không biết khúc sau nó có hành không. Cũng sợ lắm á chứ. Nhưng mà chơi phải chơi tới chứ. Clip này 3 triệu 2 triệu à. 2 triệu 20 triệu. Lên thế nào, lên cái. Đủ mà lên cái 7 sao tôi thề luôn, tôi nhảy đúng thịt luôn á. Trời ơi, tưởng thông báo cái nhấn lên 6 sao, tao nói nó mừng rồi. Mấy clip dạng dạng như này thề luôn với anh em là. Ơi! Nó phải như thế. Áo 6 sao, được chưa? Nó phải là như thế, mình cần những cái như thế này. Đề nghị bà admin tăng lương cho bà admin cho tôi. Đề nghị cái game ngọc rồng tăng lương cho bà admin, tôi xin nhắc lại. Đề nghị cái game ngọc rồng tăng lương cho bà admin. Yeah. Yeah. 6 sao. Tiếp tục anh em ạ, hết ngọc. Má tốn kém lắm anh em, tưởng dễ lắm, dễ đập đồ lắm, dễ lắm mà nhai. Kể cả mà có tiền tới đây mẹ còn có còn khó có thể mẹ còn được sống bước ra ấy. Tôi nói rồi, tin tôi đi, nhiều tiền cũng hết hết á. Game nó vậy anh em, đầu tư nó là vô hạn mà. Chơi mẹ chơi kiểu đầu tư như mình mẹ là cái kiểu mà thốn nhất Việt Nam luôn. Chơi set kích hoạt, đầu tư một set xong rồi đệ mua một set thì nó còn đỡ. Đây mình mới đầu tư set sư phụ thôi nha. Còn set đệ tử nữa nha. Khóc ra nước mắt đấy. Anh em đầu tư 6 sao còn đỡ, mình cứ mục tiêu hướng tới là 7 sao. Đấy là hướng tới 7 sao, hướng tới 6 sao là ra nhức đầu rồi. Đó, bây giờ anh em cứ để ý đi. Bây giờ là chỉ còn cái áo là đập lên 6 7 sao này. Và đồng thời là cái giáp là đập lên 7 sao này. Đó, thấm lắm. Một cú 120 triệu vàng.
mà nhiều anh em đồ thì đéo có, đồ 3 sao đéo có mà mang. Nhiều anh em lại còn kiến nghị là ra đồ 8 sao đi AD. Tỷ lệ 0,5% mà. Đến chịu, đéo hiểu. Má, đấy là mấy thằng đéo có tiền nó nói. Kiểu sợ thật đi. Chịu rồi. Thôi đập tập trung tu cái nhẫn này nào, tu cái nhẫn lên mẹ cái nhẫn này. E rằng mình nghĩ là nó khó lên 6 sao. Thật sự e rằng luôn. E rằng. Nó là e rằng đó. Khó lên bởi vì là này nó cũng hành khá là nhiều. Đúng không? Cái giáp này, xem anh em xem cái giáp thể hiện này. 7 sao. Khó lắm, 7 sao khó lắm anh em. Cái nhẫn này nó thích tốc độ thì mình sẽ cho nó tốc độ nha anh em. Đập bây giờ là đập nhanh luôn này. Đó, 2 tỷ tiếp theo nha anh em nhá. Là hồi nãy 8 rồi, là 2 tỷ này là 10 tỷ anh em nhá. Nhắm mắt chứ không dám nhìn anh ạ. Nhắm mắt chứ không dám nhìn luôn đấy. Nhắm mắt không dám nhìn luôn. Thật sự là anh em nhìn hộ mình nhá. Không dám nhìn luôn anh em. Chỉ hy vọng nó lên thôi. 2 tỷ này chỉ hy vọng nó lên, không dám nhìn luôn. Để xem nào. Ui chưa anh em ạ. Mà không lên anh em ạ. Mình cảm thấy hơi lạnh anh em ạ. Bà hạt mít hiện hồn hay sao ạ. Rồi, lần thứ 2 tỷ này. Tổng 2 tỷ này đó là bao nhiêu rồi? 12 tỷ anh em nhá, 12 tỷ. Rồi, là còn 3 tỷ tiếp theo nữa. Nói chung là đập hết 2 tỷ này tính tiếp. Lần giờ mình sẽ đập nhanh nhưng tương tự như hồi nãy nhưng mà với cái giá lên tập 6 sao anh em. Cái nhẫn này nó đen rồi, nó đen rồi. Đúng mà nhanh vậy, đừng nhớ. Đi lên đi, lên đi mà, đừng hết vàng, đừng hết vàng. Đừng. Còn cái nịt. Ơi, 2 tỷ tiếp theo anh em ơi. Là nãy là bao nhiêu rồi? 12 à? 12 tỷ rồi nhỉ? 2 tỷ này nó là 14 rồi. Mẹ nó sao sao ta? Má chỉ cần lên phát thôi. Món 7 sao tiếp theo đi. Trời ơi là trời. Muốn lắm chứ anh em. Không cho, không chịu ý. Cái nhẫn này, cái nhẫn này nãy là mình biết thừa là nó khó lên rồi, đổi khu các anh em nhé. Giờ từ từ lại, muốn nhanh thì phải từ từ. Sống vội nó, quen đi. Che cái nha. Lên. Úi giời. Mạng ba nè. Lên nào, lên đi cứng, trời ơi là trời. Nhẫn lên 6 sao đi nào. Nhẫn. Cái nhẫn này nó lì như con chó ấy. Lên 5 sao, ban đầu lên 2 tỷ lên 5 sao, mày lừa tao à? Mày có lừa tao không vậy? Nghi vấn game lừa vời lờ. Đéo biết có phải là ngẫu nhiên không ấy chứ. Hay là nó cố tình hút máu ấy chứ. Như này thì vàng cũng còn cái nịt không thật. Đợt trước là lên được cái dày 7 sao là tạm chấp nhận được. Gọi là tạm chấp nhận được. Ngày hôm nay chả thấy gì, thấy còn mỗi đúng cái nịt. Ngày hôm nay kiểu hơi hơi đen đen ta. Má 4x7 sao, được 4x7 sao. 4x7 sao. Người ta toàn khoe mẹ một click là 7 sao. Mình đập mãi đeo thấy 2 hit này, 3 hit này, 4 hit này. À, không phải cứ có tiền là muốn làm clip là làm đó anh em. Có tiền xong thì kiếm vàng nữa. Cái giai đoạn kiếm vàng nó mới khó. Chứ cái giai đoạn có tiền thì anh em có thể có tiền. Nhưng mà cái giai đoạn vàng ở đâu mà đập đồ nhiều như vậy. Mỗi clip thằng còn nó làm 21 tỷ. Nó làm 10 clip như vậy thì vàng đâu nữa. Không còn luôn. Xe M2 còn một cái nịt luôn á. Anh em phải hiểu rằng như vậy. Thì đây là 1 tỷ cuối cùng anh em nhé. Chỉ cầu nguyện thôi. Chỉ biết được cầu nguyện thôi anh em. Thực sự hôm nay là hơi bị đi ăn. Cầu nguyện đây chứ biết sao giờ. Chỉ mong nó một điều gì đó gọi là 1% nhỏ nhoi là lên. À, đập như thế này đúng là. Thằng nào mà yếu sinh lý thì chắc bắn luôn. Còn thằng nào mà yếu tim thì chắc là thôi, tự tử mẹ cho rồi. Chết bằng cách này mẹ. Chết trong đau đớn đấy anh em ạ. Má.
Trời ơi là trời, má chịu luôn, chịu chết luôn á. Cái giáp ngày hôm nay tốn bao nhiêu tiền không lên. Ngày hôm nay đúng 15 tỷ, lên được cái nhẫn này 5 sao 2 tỷ đầu. Còn lại mấy cái sau là lên được, đúng cái áo này lên từ 5 sao lên 6 sao. Vậy tính ra là ngày hôm nay 15 tỷ lên được từ 5 sao lên 6 sao, cộng với lại cái nhẫn lên 5 sao à. Má lỗ như chó luôn ấy chứ lỗ gì nữa. Đéo hiểu game là ăn như rêu buổi rách. Chán đéo chịu được anh em ạ.